everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to prepare salt steamed chicken recipe. So now I tell you ingredients today we have chicken, banana flour, and salt, turmeric powder, lime, garlic, kaffir lime leaf, chili, and lemongrass. So now get started with me. Lime, Oh.
turmeric powder. Now I spread turmeric powder on the chicken. Garlic and chili, salt, sugar, fish sauce, and lime. Garlic and chili, sugar and salt. Lime,
Okay, now time to taste yummy food with me. Đợt tôi về cho ăn lò mà người tới mòn đột bỏ lắm tầm thôi lực gì muối ta cũng khám chứ ngành phải ngon mòn sẽ là chập chân nó thôi dầu chạy dưới dầu chạy dưới nhưng phải lạc biết hơi sẻ nhưng ta vì trong chuyện hay chứ ngành nó mình chuyện mà before I say goodbye, hope you enjoy my video and don't forget subscribe to my channel and hit notification bell. Thank you, bye bye.